Nhã Phương lần thứ hai xuất hiện sau ồn ào tình ái của Trường Giang. Nhã Phương có mặt tại Hà Nội tối 8 tháng 4 để dự buổi lễ phát động cuộc thi làm phim ngắn. Nữ diễn viên yêu kiều trong một thiết kế của Chung Thanh Phong, đây là lần thứ hai Nhã Phương dự kiện kể từ sau ồn ào tình ái của bạn trai nghệ sĩ Trường Giang. Trước đó cô một mình từ Mỹ để đi event mà cô được mời làm đại sứ. Trường Giang cũng có mặt tại chương trình này nhưng họ đi riêng lẻ. Nhã Phương chưa lên tiếng về chuyện lăng nhăng của Trường Giang, cô chỉ chia sẻ ngắn gọn trên fanpage là mình vẫn ổn. Người đại diện cho biết những ngày qua Nhã Phương rất bận rộn với lịch đóng phim. Tại Hà Nội, Nhã Phương hội ngộ diễn viên Việt Anh. Bạn thân của Nhã Phương là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Cô từng đóng vai chính trong MV Trong Trí Nhớ Của Anh của nam ca sĩ. Từng đảm nhận nhiều vai chính trong các phim điện ảnh lẫn truyền hình ăn khách ở cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, Nhã Phương được Ban Thanh Thiếu Niên và kênh giải trí của Đài Truyền Hình Việt Nam mời là giám khảo cuộc thi My Dream. Cô sẽ ngồi ghế nóng cùng nhiều tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Lý Thái Dũng, đạo diễn Khải Anh, diễn viên Việt Anh, MC Diễm Quỳnh, diễn viên Hứa Vĩ Văn, đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Nhã Phương hy vọng sẽ cùng các thành viên ban giám khảo tìm ra những tác phẩm xuất sắc, thể hiện sự sáng tạo, những góc nhìn đặc biệt về cuộc sống của các bạn trẻ. Gác chuyện riêng tư sang một bên, Nhã Phương rạng rỡ trong sự kiện vừa qua. Cô được nhiều khán giả trẻ miền Bắc hâm mộ. Đáng lo ngại thực sự, sau nửa tháng scandal với nam em, đặt chân đến quán ăn của Trường Giang mà không thể tin vào mắt. Trường Giang gặp hạn lớn, không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mà còn cả làm ăn, nhìn cũng tội. Hiện tại lùm xùm tình cảm của Trường Giang và nam em đã lắng xuống, nhưng xem ra chuyện này đã ảnh hưởng rất nhiều đến nam em Nhã Phương và nặng nhất là danh hài xứ Quảng. Từ một diễn viên hài được yêu thích, Trường Giang bỗng trở thành tội đồ, chịu bao lời miệt thị cay đắng của cư dân mạng rằng là người đàn ông đều cán lăng nhăng. Dù không lên tiếng thanh minh, nhưng Trường Giang vẫn chạy xô đều đều, nhưng có thể thấy gương mặt không được tươi như xưa, hơn nữa anh gầy sợp đi hẳn. Có vẻ như công việc liên quan đến nghệ thuật của anh không bị ảnh hưởng, nhưng chuyện kinh doanh lại bị ảnh hưởng không ít. Cách đây không lâu, một bức ảnh được chia sẻ và cho rằng quán Trường Giang vắng tanh khách khiến mọi người thực sự lo lắng. Mới đây, một fan của Trường Giang cũng đăng ảnh mới chụp ở quán có thể thấy quán cơm của Mười Khó vẫn chưa thể lấy lại được phong độ như xưa. Có duy nhất một nhóm người xuất hiện, còn lại cả quán điều hưu và cô quạnh. Loạt ảnh mới nhất được fan chia sẻ, đây là nhóm người duy nhất trong quán đang nói chuyện rôm rả mà chưa thấy gọi đồ ăn, không biết có phải thật khách hay không. Bàn ghế vắng tanh, chỉ thấy nhân viên ở phía xa. Mọi ngóc ngách đều yên ắng và điều hưu. Mới đây, quán cơm của Trường Giang còn đăng tuyển thêm nhân viên, liệu có phải do nhân viên nghỉ nên thiếu người? Trước đó, hình ảnh thương tâm được chia sẻ khi Trường Giang ngồi một mình trong quán, chẳng có một bóng khách. Đây là quán ăn mà Trường Giang tâm huyết, rảnh việc là đến đây ngay, nhưng xem ra giờ không còn được như trước nữa. Còn đây là hình ảnh mới của nam danh hài, gầy guộc và hốc hác. Trước scandal, Trường Giang tròn trịa thế này cơ. Vì thói lăng nhăng nên Trường Giang đã mất nhiều điểm trong mắt khán giả. Không chỉ nam em, trước đó Trường Giang cũng đã lén phén với Quế Vân và đã bị nữ ca sĩ này tung hê mọi chuyện. Nhã Phương bất ngờ báo tin xấu cho Trường Giang. Nhã Phương bất ngờ lên tiếng và nhiều người cho rằng cô đang ngầm báo tin xấu cho Trường Giang. Có thể thấy sau bao sóng gió của chuyện tình cảm, Nhã Phương và Trường Giang dù chưa lên tiếng khẳng định mối quan hệ hiện tại, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng họ khá căng thẳng và muốn quên đi mọi chuyện. Ngay cả nam em, cô đã bắt đầu quay trở lại showbiz với một số động thái theo đuổi con đường làm ca sĩ. Cùng với đó, Nhã Phương cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Mới đây, cô vừa có những dòng chia sẻ trên trang cá nhân khiến dư luận chú ý, rằng bận đến chóng mặt, nhìn xong lịch làm việc thật tình chỉ muốn gục ngã. Nhiều người cho rằng Nhã Phương đã bớt đau khổ sau những chuỗi ngày đầy áp lực. Cô bận rộn đến công việc và đây là niềm ưu tiên hàng đầu của người đẹp này ở hiện tại thay vì chuyện tình cảm như trước đây. Thế nhưng, có người tinh ý nhận ra đây là một dấu hiệu chứng tỏ chuyện tình cảm không ổn của Nhã Phương. Rõ ràng nữ diễn viên tuổi thanh xuân đang lấy chuyện công việc để bù đắp cho chuyện tình cảm cá nhân và chỉ khi thực sự không ổn, người ta mới vùi đầu vào công việc đến như vậy. Có thể nói kể từ khi chuyện của Trường Giang xôn xao dư luận thì Nhã Phương rất hạn chế liên quan tới những vấn đề tình cảm. Xuất hiện chung sự kiện với bạn trai, Nhã Phương tránh mặt và bị cho là gượng gạo trước màn thể hiện của bạn trai.
Trong lần duy nhất lên tiếng duy nhất sau ồn ào, Nhã Phương không trực tiếp bình luận về tin đồn giữa Trường Giang và nam em, chỉ gửi lời cảm ơn, sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời khẳng định bản thân hoàn toàn thoải mái sau những ngày quay phim bận rộn. Tin đồn Trường Giang và Nhã Phương yêu nhau xuất hiện năm 2015, khi cả hai đóng cặp trong phim 49 ngày. Một số thành viên trong đoàn phim cho biết, trong thời gian ghi hình, Trường Giang và Nhã Phương liên tục thể hiện sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Sau khi phim đóng máy, Trường Giang Nhã Phương tiếp tục sánh đôi, dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào tại các sự kiện giải trí, kín tiếng và không chia sẻ về chuyện tình cảm với báo giới. Nhưng danh hài có lần bị bắt gặp ôm hôn Nhã Phương khi đưa cô về nhà. Trong talk show Lần Đầu Tôi Kể, phát sóng tối 24 tháng 4, 2016, Nhã Phương cho biết trái tim cô rung động vì Trường Giang có sự chân thành, cử chỉ quan tâm và cách anh chia sẻ với cô mọi thứ, từ khó khăn trong cuộc sống đến công việc, hoàn cảnh gia đình. Cả hai có cùng xuất phát điểm từ nghèo khó và luôn sống có trách nhiệm với người thân. Đồng thời, cô cũng từng thừa nhận, tôi đang hạnh phúc trong tình yêu và hài lòng với nó. Tôi thấy thoải mái vì được sống đúng là mình. Bất cứ điều gì tôi làm đều là cảm xúc của tôi. Nỗi xót xa của Nguyệt Ánh phải chịu vì bị phụ bạc trước khi kết hôn với chồng Ấn Độ. Đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng Ấn Độ, nhưng ít ai biết diễn viên Nguyệt Ánh từng phải chịu nỗi đau vì bị phụ bạc như thế này. Diễn viên Nguyệt Ánh hiện đang có cuộc sống hôn nhân bình yên bên người chồng Ấn Độ. Thế nhưng ít ai biết trong quá khứ, cô từng trải qua nỗi đau khổ vì bị phụ bạc trong tình yêu bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Đáng nói, người thứ ba theo cô kể lại là đàn em trong nghề, Phương Trinh Jolie. Được biết, Phương Trinh Jolie đã khiến vị doanh nhân kia rời xa Nguyệt Ánh. Trả lời phỏng vấn vào năm 2017, khi nhắc lại chuyện cũ, Phương Trinh thừa nhận từng yêu chung một người với Nguyệt Ánh. Tuy nhiên, cô khẳng định lúc bắt đầu quan hệ với người đàn ông này, không hề biết anh là bạn trai của Nguyệt Ánh. Cuối cùng, tôi quyết định chia tay, vì dù sao mình cũng là người đến sau. Nhưng sự việc đó, cả tôi và chị Nguyệt Ánh đều không có lỗi. Lỗi là do người đàn ông quá tham lam mà thôi, Phương Trinh Jolie nói. Về phía Nguyệt Ánh, trong một cuộc phỏng vấn cách đây khá lâu, cô từng cảm thấy bị tổn thương khi đọc những điều không hay về mình. Thực sự nếu không bình tĩnh, tôi đã có thể kiện cô ấy vì làm ảnh hưởng đến uy tín, tên tuổi và cả danh dự của tôi. Nhưng tôi thông cảm, bởi lỗi không phải ở Phương Trinh, Nguyệt Ánh từng nói. Nhiều người nói Nguyệt Ánh nhìn bề ngoài rất hiền lành, nhưng thực chất không phải vậy. Và người đẹp cũng thừa nhận điều này. Nữ diễn viên kể, bạn thân của cô cũng nói. Nhìn cô vậy nhưng tính lầm lầm lì lì, Nguyệt Ánh ít nói nhưng không hề hiền như mọi người lầm tưởng. Tôi không nói gì không có nghĩa là tôi không biết gì. Tôi ngồi một chỗ nhưng tôi vẫn quan sát mọi chuyện xung quanh. Đừng nghĩ những người ít nói là người hiền, Nguyệt Ánh bày tỏ. Nữ diễn viên Cổng Mặt Trời kể thêm, gia đình tôi ai cũng nói tôi là người giữ ngầm đó. Nói như vậy không có nghĩa tôi sẽ làm điều gì tổn thương cho người khác và càng không muốn người khác làm tổn thương mình. Tôi nghĩ mọi chuyện đều có luật nhân quả, chỉ cần làm tốt việc của mình thì tôi cũng không phải áy náy gì cả. Vốn là người kín tiếng nên Nguyệt Ánh ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm trên truyền thông. Vì vậy, thông tin nữ diễn viên sinh năm 1984 làm lễ đính hôn hồi tháng 3 năm ngoái tại nhà riêng ở quận Gò Vấp khiến mọi người bất ngờ. Hiện tại Nguyệt Ánh vừa chia sẻ tin vui với bạn bè và người hâm mộ, đó chính là việc cô mang thai đứa con đầu lòng sau một năm kết hôn với ông xã người Ấn Độ. Nguyệt Ánh chia sẻ, dù mang thai nhưng cô lại không tăng cân quá nhiều, dù tích cực ăn uống. Ngoài việc kích thước vòng hai tăng thì gương mặt và vóc dáng của người đẹp chẳng mấy thay đổi. Cứ phủ nhận bơm độn, nhưng ảnh mới nhất của Minh Hằng sắp thành thảm họa rồi. Những hình ảnh mới nhất của Minh Hằng trong clip livestream mới khiến ai cũng thực sự hốt hoảng. Thời gian qua, nữ ca sĩ Minh Hằng liên tục khiến khán giả thất vọng vì lộ gương mặt cứng đơ, sưng và chiếc cằm vốn đã bị nghi độn trước kia, bây giờ lại càng dài hơn. Trong sự kiện cách đây vài ngày, cô đã xuất hiện với nhiều góc ảnh không đẹp, thì trong clip livestream trên Facebook tối qua của Minh Hằng càng khiến mọi người nản hơn. Minh Hằng xuất hiện ở sự kiện cách đây không lâu với gương mặt khác lạ. Góc nghiêng nhìn cằm Minh Hằng rất dài, nhiều người cho rằng gương mặt nữ ca sĩ kém mềm mại nếu không muốn nói là cứng đơ. Hơn nữa, chiếc cằm dài nhọn hoắt nhiều lúc còn để lộ một vết lõm ngay dưới môi khiến ai cũng hoang mang. Tất nhiên có rất nhiều bình luận chê bai về nhan sắc của nữ ca sĩ hiện tại. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng cằm của Minh Hằng chẳng khác nào phù thủy. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối với nhan sắc đẹp tự nhiên của người đẹp trong quá khứ. Nhìn bức ảnh so sánh đúng là khác nhau một trời một vực. Hình ảnh nữ ca sĩ livestream mới nhất, gương mặt rất cứng. Nhìn tổng thể gương mặt rất mất cân bằng. Minh Hằng chống cằm vào tay, tuy nhiên chỉ dám làm nhẹ nhàng.
ngước mặt lên nhìn chiếc cằm càng đáng sợ. Một vết lõm ở dưới môi khiến nhiều người giật mình. Minh Hằng thật khó mà lý giải nổi trước những bằng chứng rõ ràng như thế này. Chiếc cằm như muốn rụng luôn khỏi gương mặt. Nhiều người so sánh cằm của Minh Hằng với phù thủy. Nhiều người tiếc nuối cho nhan sắc tự nhiên của cô ngày xưa. Có người còn nói cô tiêm bông tóc, filler. Gương mặt tròn trịa của Minh Hằng ngày xưa so sánh ngày ấy và bây giờ quá khác nhau luôn. Dù vậy, nữ ca sĩ chưa bao giờ thừa nhận mình đã giao kéo.